Wow, cá rô phê, wow, là to, trời ơi, mình bắt được con cá rất là. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì mình đã lên núi trốn dịch rồi. Thì hiện tại là Việt Nam mình là đang có Hội An với là Đà Nẵng đang là đang bị cách ly. Thì hôm nay mình sẽ làm một video là thử đi sinh tồn. Mình sẽ đi lên núi để mà đi câu cá nha các bạn. Đây, hy vọng các bạn sẽ ủng hộ video của mình và đăng ký kênh ủng hộ kênh của mình nhé. Hôm nay mình là sẽ đi qua bên bờ suối rất là xa, mình cũng chưa từng đi đến khu này nên mình là mình không biết đường đi nha. Mình sẽ đi tìm con suối để mà xem đi câu cá ở trên núi như thế nào. People. Ở đây rất là nhiều cây, đa số là cây keo. Đấy. Đường rất là khó đi luôn nha các bạn. Cực kỳ khó đi luôn. Rất là dốc luôn. Ở đây là không có con giác. Mình rất là sợ giác luôn. Bây giờ thì mình là sẽ đi theo con đường này để tới bờ suối bên kia nha các bạn. Ở đây thì vào mùa khô thì nước nó khô, nó cạn hết, ngắt lấy nước để mà câu cá. Thì mình sẽ tới khu bên kia rất là xa hơn. Trên tay mình là một cái cần câu nha. Không biết đường đây là đường nào nhé. Đấy, là mình đã tới bờ suối này rồi. Suối rất là đục nha các bạn. Tại vì mới mưa xong mà. Nhưng mà cứ mỗi mùa đục như này thì câu cá sẽ dễ. Làm cái gì vậy nô mà không có đường đi à? Đó, đừng có vô đây câu. Để mình xem thử hôm nay mình chỗ tài thử câu được câu nào không. Cũng lâu rồi không đi câu cá. Lùm đi, lùm đi. Cái này là câu không có phao luôn mà sao biết cá nó cán được. Cá nhỏ thì hết mồi mà không có dính luôn.
có thể là do đây nó càng quá, không có cá để câu luôn nha các bạn. Chắc có thể bây giờ mình đi xuống dưới đó để xem thử có cá nào không. Thôi đi, đi qua đây. Cái sau cái suối này nó hơi cạn cho nên là không có cá. Bây giờ mình sẽ đi tới khu vực nào mà đầm lầy hơn để câu cá. Biết có đĩa không? Nụ. Cái nụ. Nụ. Ơ nụ. Trời ơi con nụ sao đi đây. Ơ nụ. Qua đây, bơi qua đây. Bơi 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 qua đây. Come on, let's go. No. Đi bên kia kìa, đi bên kia kìa. Đi 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 đi. Đi nụ. Mày phải tập bơi chứ. Coi chừng có con đĩa. Bơi đi không sao đâu. Bơi qua đây. Đi mà. Thôi tao đi bỏ mày ra đi trước. Ơ nụ. Nụ. Đi qua đây. Đây, bơi luôn đi, đừng có sợ gì, bơi luôn, bơi luôn. Nụ. Đi trước đi. Nụ. Trời ơi. Đầu tiên đi suối. Nhát gan lắm. Còn nhỏ. Nè nụ. Hôm nay thì mình dẫn cháu nuôi nhà mình đi câu cá mà nó không giống đội suối luôn á các bạn. Chắc là sợ luôn. Ơ nụ. Nụ. Mà đi nhanh thế. Đời bố mày với. Ừ, có đĩa không? Sợ đĩa quá. Đĩa hút máu một phát rồi lâu. Lên đây thì không sợ corona gì nha các bạn. Đã có corona ở đây. Bóng người cũng không có nữa rồi. Đấy, phát hiện một con hồ có vẻ là sâu hơn nhiều. Ok. Bây giờ mình sẽ coi chỗ này thử. Yes, coi chỗ này. Đây, bây giờ mình sẽ coi chỗ này nha. Wow. Mình xem chỗ này có cá không? Trời ơi, ăn đi cá ơi. Bây giờ không có con nào đớp luôn. Cá đằng kia.
này ít cá quá, có thể mình sẽ chuyển đi chỗ khác. Câu từ nãy giờ chắc không được. Để đâu đây? No. No no. No 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 no. Xuống đây. Quá trời khoai ngô luôn. Đi từ nãy giờ chắc câu được con nào luôn. Buồn dễ sợ. No no no. Chỗ này có vẻ có cá này. Chi đây. Câu từ nãy giờ khó quá, chả có được con nào luôn. Cái hồ này ít cá quá đi. No. Trời ơi, chả có được con nào. Trời sắp mưa rồi. Rồi thôi đi thay mồi mới, đi thay mồi mới cho rồi. Wow, cá rô phê, wow, là to, trời ơi, mình bắt được con cá rất là to luôn các bạn. Trời ơi. Đây. Đấy, mình đã câu được con cá rất là to luôn. Câu từ nãy giờ đổi qua đổi lại mới câu được nha. Ok. Từ nãy là mình đã câu được con cá rô phê rồi nha. Bây giờ mình sẽ câu lại chỗ này, có thể là còn nhiều con khác nữa. Đấy, được một con cá này. Wow. No. 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 Làm cái gì vậy? Trời. Mấy con cá to luôn. Mình thì câu cá bằng vuông. Vuông này vuông đào dưới đất. Đừng không. Gì vậy quá. Không có coi bên này đâu. Đấy, từ nãy giờ mình coi được 5-6 con cá rô phê rồi. Bây giờ mình sẽ đổi chủ câu thử xem có cá không. Đấy, mình đã câu từ nãy giờ là 5-6 con rồi. Bây giờ rất là nóng luôn. Đó, hôm nay là trời mát hơn vì trời chắc như có mưa. Dùng xin đi ruộng xem thử có hồ nào câu trong ruộng. Đến đâu, đi trước đi. Để xem trong này có cá không nha. Coi chừng gặp bà bé. Đi đây. Rồi bây giờ mình đã câu xong rồi nha các bạn.
Đây thành quả câu của buổi sáng của mình hôm nay, mệt quá. Chắc mình phải về ngay sớm cho để chiều mưa. Thấy có bào cang đây. Được bao nhiêu đây? Mỗi ít luôn. Có thể là xin hàng các bạn trong bên đây làm sao nha. Bây giờ trời sắp mưa rồi, có thể mình sẽ về đây. Ôi, quá nóng luôn, đi về thôi. Đây, gửi cho các bạn xem cách động xem nha. Đấy, ở đây là chẳng sợ corona gì cả. Không một bóng người, không một chiếc xe và không có thành phố. Chỉ có một mình anh lẻ loi thôi. Núp. 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 Xuống đây. Nếu mà lười dễ sợ, bình thường là chạy rất là nhanh.